Thế nè, hôm nay thì anh em mình lên vườn của anh Thương chơi ha. Thì anh Thương cũng đang ra ngoài vườn làm, mình đi ngoài mình kiếm coi anh Thương đang làm nha. Thấy ông cũng đang mấy bữa trước ông cũng đang cắt mấy cái tùng á. Thì hôm nay lên sẵn quay cho anh em mình xem luôn. Chứ mà đang cắt. Hello. Chơi ổng báo nhá ta. Người đi vậy mấy người ta mới quay mấy cái xấu được chứ. Báo rồi chuẩn bị cây đẹp không rồi sao? Tình tình cắt nuôi cái nó bự lên cái cắt lại nuôi cái nó bự lên cái cắt lại cái gì đó chứ có sữa đâu này đi đâm con cái mít hả? bự nhờ cái bự sát rồi anh sạc này cho mấy thằng để chỉ cho nó làm sẹo sẹo ong sẹo dương rồi đó. Thì những cái cây nào mà nó mình còn nuôi lớn nữa thì mình đục sẹo nó khác. Nay phân tán lực lượng rồi, mấy anh em bên kia thì đang trồng ba mai giải đế mình chạy đi đâu cắt chia sẻ anh em mình luôn cái thì đây là cái sứa nè anh em này đưa vô sứa là nguyên tắc là giật giật ha. Thì chỉ cắt là chỉ cắt vậy thôi chứ cắt vậy uổng quá, cắt vậy mình không có chiếc nhánh gì tên cắt bầu chiếc gì giờ nhánh này mua ở đâu giờ chứ mà mấy năm trước thì lo ba cái nhánh bọng này kia nọ không rồi xong rồi riết bỏ cây cối nó không ra cây rồi nè. Anh em làm kiểng như em với anh Thương rồi nè, rất là nhiều cái công việc để quay cho anh chị em mình, nhưng mà nhiều khi quay một cái đoạn video anh em mình xem tầm khoảng 30 phút thôi, nhưng mà lấy máy quay là rồi dựng rồi quay chỉnh sửa đầu từ khúc trong đó là nó kéo gần 2 tiếng đồng hồ, mà trong 2 tiếng đó mình làm biết được bao nhiêu cây rồi đó anh em. Phải canh chỉnh góc nhìn, phải có người quay vậy nè, mốt mướn thỉnh lên quay về được. Nghĩa là nó quay mình làm thì tự nhiên, còn chút cái hôm qua mình chỉnh góc camera nữa mệt dữ lắm. Giờ phải tập trung lựa nhánh xác định mặt tiền lại. Chứ đâu phải không muốn quay cho anh em đâu, quay cho anh em mình coi á là được cũng nhiều cái lợi lắm, được tiền YouTube, nhưng mà được tiền YouTube nó rất là ít. Nó không đủ là cái tiền chi phí mướn người quay anh em. Nhiều khi anh em mình cứ nghĩ làm YouTube nhiều tiền nhanh giàu nhanh ngon lắm, nhưng mà thật ra cái nó cũng khá là ít nha anh em. Nếu muốn người quay là lỗ, sắm đồ nghề quay là lỗ á. Mới mua cây quay đó nhiều tiền? Ba mấy triệu hả? Máy quay mít cây quay chống rung này nọ sầm sầm là hết ba mấy rồi, hết gần 3 tháng tiền YouTube rồi. Đấy, ai cũng nói nút bạc nhiều tiền lắm á thằng. Nhiều tiền lắm. Quay nếu mà quay bằng cái điện thoại thì còn kiếm ăn được, mà sắm đồ nghề mới đầu quay mới đầu hồi nhỏ thì nói làm quay đại rồi từ từ phải nâng cấp chất lượng lên, nâng cái thì sức tiền túi luôn. Nhiều cái để chia sẻ cho anh em mình lắm, nhất là chia sẻ thôi chứ cũng không có chỉ bảo dạy ai gì hết, chia sẻ nhưng mà quay lên anh em mình xem ủng hộ là cũng rất là vui rồi. Nhưng mà nhiều khi cái công việc của mình vậy, cái mình đặt máy quay mình làm cái cũng mất hứng nữa nè, đang chăm chú làm, em làm 11 12 giờ đêm em còn làm mà giờ lết về nè, rồi canh máy quay canh sao. Phải có người quay, bởi làm dưới bồn á, trồng cây dưới bồn thì nó nhanh lớn nhìn nó đã thiệt, nhưng mà nó cũng có bị mấy cái thiệt hại. Một là khi mình làm rất là cực, làm cực hơn cây tinh chậu gấp khoảng 3 lần 4 lần. Đây tinh chậu anh em mình chậu bự chậu nhỏ vậy, anh em mình chỉ ngồi một chỗ, anh em mình xoay cái bàn xoay là anh em mình làm được rồi. Còn ra ngoài bồn mỗi lần cắt chỗ này đục chỗ này, cái bò lê lết mần cỏ đồ đủ thứ, rồi gặp làm biến mưa gió, anh em mưa nó chèm nhẹp á ngoài vườn, ra đâu có làm được đâu. Làm phải che, làm gặp che, rồi gặp mưa gió bão tới nó chèm nhẹp, đi cà sẹp đó, rồi ra ngoài làm sình đất không, rồi nhiều khi mình làm biến quá rồi bỏ luôn. Đồng ý là trồng với bồn nó sẽ nhanh lớn hơn tên chậu, nhưng mà bù lại cái là bỏ nó không có sữa đâu mà nó thành phẩm, nó chỉ được cái là nó bự thôi chứ nó không có thành phẩm. Cứ cà kẹt mình xe vô nhà mình làm được. Cắt xong rồi cái có người đi phía sau đục gọt lại nữa anh em. Mấy này tổng này nó bao nhiêu năm hết anh em?
À, lộn, tổng bao lâu anh luôn? Mấy năm rồi. Này chắc cũng tổng bỏ không nó mới lớn này chứ tao tổng mười mấy năm là tại hoành cũng khoảng mét rồi đó. Anh cắt giật nè, tháp đoạn nè. Với mình cắt giật coi chỉnh sửa ha, còn cây trồng sổng mình trồng một cái mình bỏ luôn thì nó có thể là mười mấy năm, 12 13 năm gì đó đi, ví dụ mình lấy chuẩn 12 năm đi. À, thì nó cũng tầm khoảng 80 90 mét là nhiều. Mà cây xổm nha, cây sổng không có chỉnh sửa, không có đài gì nó hết, bồn bự tòng thưa. Còn cây của mình đây là cây bút nhịp chuyển nhịp có chỉnh sửa nên nó sẽ bị ngắn một thời gian. Ví dụ như anh em trồng 12 năm thì nó lớn tầm khoảng 8 năm thôi. Còn 4 năm kia là nó mình cắt nè, mình cắt nhịp cái là nó chỉ cuốn thẹo thôi, nó đâu có bự gốc. Rồi bắt đầu nó sửa cành nó sẽ bị khựng lại một thời gian nữa. Này làm này mà không có cái nhà lưới này sao làm nổi. Mướn cái gạp như cái gạp đám cưới. Gạp đầu tư luôn chứ không có lưới. Em đang trồng mai ha. Chút em sẽ qua quay bên đó ha nè. Bên đây đang mát, đang quay ngon. Em anh thấy em còn chỗ nào đen đâu hết. Quay lên chụp hình sửa quá trời luôn anh em. Nói sao tình hình tắng ở ngoài đen dữ chứ văng nắng, quay ngoài nắng văng nắng không. Đây là phía một nè, phong nè. Giờ cái môi này lúc trước là anh không sửa được, giờ nó lớn nó đông nè, từ 7 nè, hướng 7 nè, chổi mặt mình nè. Giờ anh phải gọc xuống đây, lấy cái tược người anh kéo qua anh áp, áp cành mình sửa luôn. Rồi bắt đầu có cái mục đúng nè, rồi xong là anh sẽ lấy nó lại sau. Giờ cứ để thả về tháng mưa, sợ nó dư nước. Nên là giờ mình cứ, cái ngọn mình cứ thả để vậy. Áp cái cành, rồi mai mốt rồi mình đục cái mình áp luôn. Chứ giờ mình đục trước rồi mình chưa gáp á, bây giờ anh đi anh đục qua một nước ngọt xong anh mới sửa lại. Chứ sao nghệ nhân đục thẹo, anh đi theo học đục thẹo này bao lâu anh? Anh đi theo 3-4 năm nay anh chỉ đi đục thẹo vậy thôi hả? Giới thiệu sản phẩm luôn ơi, đục gì ở đâu ạ? Tục làm cây mới cũng ngắm nhìn trước khi làm nha anh em. Chứ nó ngoài khi mà làm ngoài vườn nha anh em, nó cây cối rồi cành nhánh, có những cái cành của mình nuôi mình đang thả thì mình cũng đâu có cắt, rồi nhiều khi quay thì anh em mình cũng sẽ thấy nó không có rõ, không có kỹ. Chủ yếu là làm clip lên chỉ chia sẻ cho anh em mình cái cơ bản về cái lý thuyết thôi. Anh em mình nắm vững cái lý thuyết rồi anh em mình đụng tới đâu là anh em mình làm tới đó thôi. Còn khi mà chỉ tên từng cây đi, cây này làm dày, cây kia làm dày, rồi biết chừng nào anh em mình mới tìm ra được một cái cây giống như vậy mà anh em mình làm. Nên anh em mình chỉ cần nắm lý thuyết rồi cành một làm sao, anh em mình đụng vô cây nào cũng vậy hết. Đầu tiên là anh em phải không xác định mặt tiền, đế nào đẹp, dách cây nào đẹp, chỗ nào đẹp nhất mình chọn là mặt tiền. Nó cái lý thuyết anh em mình sẽ nắm vững cái đó. Rồi bắt đầu cành một như thế nào, cành một quăng về đâu trước, lấy xương cá ở đâu, rồi cành hai nằm vị trí nào, cành phong á bẻ gì đâu trước, lấy gói cành chỗ nào, rồi cành ba như thế nào, rồi cành tư đi đâu, cành năm đi đâu, tỷ lệ như thế nào, anh em mình nắm lý thuyết rồi là anh em mình sẽ đụng chỗ nào anh em mình sẽ làm chỗ đó. Giống như anh em mình đi học đờn đi, thầy giáo đâu có đờn chỉ anh em từ bài từ bài, giờ nó mấy chục ngàn bài anh em mình học hết chắc cái tới đời cháu mới thuộc hết à. Rồi đâu có thuộc hết được, nên anh học đờn người ta cũng chỉ cho anh em mình bình thường vậy thôi, chỉ nhịp như thế nào, điệu như thế nào, xong rồi anh em mình bắt từ những cái đó, những cái cơ bản, xong anh em mình sẽ làm được những tất cả các bài còn lại. Còn như cây này cũng vậy ha, cây này giờ biết bao nhiêu dáng thế nè, trực lắc, trực bài, rồi mỗi cây nó mỗi khác, trong quá trình mình nuôi nó nu, nó nằn, rồi nó ốm, nó yếu, nó tầm bay tầm ba trong đó nữa, thì mình sẽ tùy theo cây mà mình sẽ xử lý giải quyết nó. Thì cơn biến như cây này là anh không học bài bản như cái này, nó cũng chưa có cành ba này thấy chưa đó, thì bắt đầu mình mới cắt, mình mới áp cành, kéo chỉnh sửa. Trong quá trình mình cắt những cái cành kia là mình phải chừa,
chừa một cái tược dài nào đó để mình hồi mình kéo qua đây, mình phải để ý. Cái nè, tỷ lệ nè, anh thấy nó kìa, quay quay góc này nè. Cành một nè, phải không? Quay quay cành phong nè. Rồi bây giờ nó cái đọt này nó nằm trên đây. Thì cái khoảng cách của mà của cành một với cành phong nè, nó chỉ tầm khoảng 10 khoảng 15. Còn thì từ nếu mà theo đúng á là cái cành số 3 nó phải nằm ở đây nè. Đúng rồi. Nó nằm ở đây đánh xuống. Rồi bắt đầu từ đây nó mới bắt cái ngọn lên. Rồi nó mới cái cây của nó chứng nó, mới, nó thành phẩm ở cái hoành này. Còn ví dụ như anh em mà muốn mà làm mà cho nó lạ hơn theo cái lối mà đỉnh nam hoặc là thiên nhiên á thì mấy anh em có thể sử dụng này luôn. Nhưng mà áp mình sẽ quýnh cái cây lớn ra nữa. Nó biến thái quýnh cây nữa ra bay cây quái thì mình phải phân tích. Ví dụ như anh em muốn chơi cái bài á đúng chuẩn của cái ni này thì anh em phải làm buộc phải làm chính xác ở cái vị trí của nó. Còn mấy anh em mà muốn còn nuôi lâu dài thì mấy anh em còn có thể chuyển biến ra nữa. Cái cây dự thi với cây mà thị trường chơi á, cây bán cho những cái hồ cá coi rồi đó anh em thì nó khác. Cho nên là cây cảnh thường nó không phải là đi theo lối bài. Bởi vì đi theo lối bài nó có cấm dày, ví dụ cái hồ cá coi người ta muốn có cành bay rồi ra lả lướt. Cho nên là nhiều khi mình với Thịnh sửa cũng vậy. Phải xác định cái nguồn khách hàng. Đó, bởi mình mới xác định là cây cảnh. Bởi vì anh em nói cây này cây đẹp, cây này đi thi được. Nhưng mà thi ở cái phương diện nào thôi. Ví dụ như thi cây gì, cái chủ đích của nó là thi cây gì. Chứ còn không phải là cứ cây nào cũng sách đi thi được đâu anh em. Còn mình đa số là giờ mình chơi mà thi đâu phải là tiền giải, tiền này nọ đâu, nó nhiều dữ lắm đâu anh em. Mình làm sao mà cái cây của mình chơi, bỏ trong nhà mình chơi, mình thích, mình khoái là được thôi. Chứ còn mà nói về mà cái việc mà thi để lấy giải, để lấy tiền thì được nhiêu. Chơi chủ yếu là gặp anh em ở xa, lâu lâu đi chơi, giao lưu. Còn cái tiền giải đó nó thua cái tiền xe của anh em mình đi nữa. Tiền mà nói là ví dụ như giờ anh em tính đi cho anh em đi ba cây ba cái giải vàng luôn á, ba cái giải vàng hiện giờ nó tầm khoảng 3 triệu đi, bốn triệu rưỡi, mình tính 1,5 triệu giải ha, ba giải nó có 4,5 triệu. Anh em mình đi hai cuốc xe nè, một cuốc xe anh em đi ra, một cuốc xe anh em đi rước cây về, là hết hai cuốc xe nó hết 2 triệu rồi. Tiền anh em mình ăn uống nó ở nhà trọ khách sạn đó, anh em mình chơi 2-3 ngày nữa là thấy nó lỗ tới rồi đó. Chơi là chủ yếu là vui, gặp anh em mình ở xa lâu lâu, ví dụ như em ở ngoài Bình Dương đi, có mấy anh em bán cây về ngoài, cái mấy anh em mình hẹn gặp ra để chơi, mấy ổng vô mình thì mình ra lại vậy đó, đi qua đi lại chơi giao lưu thôi. Còn chủ yếu anh em mình mua bán cây, anh em mình cảm thấy thích, thấy đẹp, thấy thuận ý anh em mình là được, mình chơi cho mình chứ mình không có chơi cho ai hết trơn á, mà phải chơi theo ý của người ta. Chắc là không, cái này vuốt cái cành ba phóng cao lên trên, nó vuốt cho nó mỏng cho đó, cái nơi cũng đẹp anh thôi. Nó hơi cành ba nó hơi cao nhưng mà nó vẫn có nét cây. Thì nghĩa là mình phải cân đối giữa cái đế, ví dụ như cái đế nó bếp á thì mình phải làm cho cây nó bếp luôn. Còn ví dụ như cái đế nó thường quá thì mình quánh làm sao cho nó nhanh ăn, nó đơn giản chút. Chứ đâu phải cây nào mình ra mình cũng có thời gian mình sửa chi tiết à. Như cây này giờ đánh cành ba cho nó thòng sâu xuống cho nó nhìn nó vẫn có viên. Có nhiều cách để lấy lại lắm. Nhưng mà thì quan trọng cái tâm trạng mình lúc đó là mình muốn đi theo cái lối nào mà. Dạ. Anh em đang trồng mai sắp đế. Thường mới túng số nên đầu tư vườn tược cây có đầu tư lắm. Đầu tư khoảng 2 tỷ mới con tuần lễ này. Bên ngân hàng qua xuống lấy tiền lãi vậy lại. Gửi tiền lãi lại ha cho anh lấy lãi tháng hả? Không có đóng lãi. Sao tầm thấp vậy, hơi thấp à? Đổ phân thi mới chứ hơi thấp. Không, này trồng bán mà. Trồng bán không, mình bán bất cứ lúc nào cái gì đó. Ai mua bán chứ giờ khổ quá. Không có tiền mua máy quay với anh Thịnh, thấy nó mua nôn quá cho nên phải bán cây đang kiếm tiền đang mua. Tốt, em phải liên hệ rất là nhiều cái đầu ra mới được. Thứ nhất là quay, ví dụ như em muốn đặt áo tặng anh em hay nón hay cái gì đó ha, là em sẽ liên hệ bên mấy cái hãng phân cho người ta tài tạo cho em. Mà kêu hãng phân tài tạo cái quay phân lên quảng cáo bán, cái anh em nói này nó nhận hối lộ rồi. Nó phân xài không được mà nó cũng giới hiệu nữa, tại vì bên kia tài tạo mà. Rồi
Làm cây thì có ngân hàng tài tợ, thiếu vốn có ngân hàng tài tợ rồi. Còn đồ nghề làm cây thì kêu mấy ông đồ nghề tài tợ luôn. Đất còn trống quá thôi để lại trồng luôn cho nó, sau này mình cũng có cây đế bài với người ta cần thiết thì mốt mình chém là mình chơi siêu mini rồi vậy chơi. Mà em nghĩ tổng tổng mấy này ít người chơi quá, không ai chơi đâu. Ba cái đế điều này người ta không có phái. Phái súng găng. Đúng rồi, người ta phái súng găng. Có luôn. Em muốn mua súng găng không? Em mua súng găng không? Như em có mấy ông khách cũng đã lắm. Cây của mình á, cây không có đế á thì ổng nói cái cây này đế yếu quá. Cái chụp hình gửi cho ổng cây đế điều do luôn, cái này đế công nghiệp, đế điều quá. Súng găng vậy ha. Vậy anh em chịu nè. Chứ yeah. Nhiều khi mua bày mua đám mà mình sạc ra mình bán giá nhích nhích chút chứ mấy anh em nó giá cao, còn ví dụ như rồi mấy thằng này rồi giờ mình bán giá nhiều. Ủa? Chụp hình cái cây đế điều gửi ổng, cái ổng nói cây này đế công nghiệp quá, cái chụp cây không đế ổng, cây này không đế. Rồi cái chụp cái cây cốt thiên nhiên cho ổng ở cây này, cốt không phải cốt bài, cốt này cốt lỗi. Cái đưa cái cây bài cho ổng ở cây này dập khuôn quá, anh không chơi. Kêu anh Tòng anh chơi luôn. Em làm bao nhiêu ý em hết được rồi. Làm nguyên khúc này cũng rộng. Tùng còn hết luôn khoảng nhiêu cây hết không? Em 200. Khoảng 200 cây trùng hiện tại nằm trên sân như thế này ha. Nè, nó mới vô thùm lùm như này thấy không? Như thùm lùm như vậy rồi biết đường chỉ sao chia sẻ cho anh em mình làm. Cái này anh cũng quay đây. Nó bị chật thân tầng. Nè, cây thấy vậy chứ giờ nó thắt được mấy đoạn này hết nè. Ừ. Lắc bóp nhịp, giật nhịp giống như cái tán đầu đinh của mình vậy anh em. Mình tán mình nuôi trực lắc, nuôi cái nhịp nuôi ở tên á. Mấy cây này nếu mà anh thả giờ là khoảng 1m3, 1m4 hoành khỏe luôn. Tầm giá 17-18 năm, hồi lúc vô nghề làm bắt đầu là theo nghề tới giờ luôn. Mới vô nghề hôm qua mà đâu 17-18 năm, mới tổng hôm qua. Hôm qua hả? Ủa nhớ cũng lâu rồi ta. Mấy cây này thấp đoạn ra, có mà được mấy nhánh này đẹp. Mấy nhánh này tận dụng lấy cành bà được. Thì đó nè, lúc trước có nè, rồi xong bắt đầu á, nó bự quá, rồi sửa không nổi, bắt đầu mới cắt ngang lên chân này lú lên nè. Bái viết thôi không à, có hàng nguyệt quế lá kim mà lại bông này, lá nhỏ ngày lá kim mà lại bông nha. Hoành cây ghê luôn á, này anh trồng cũng 4-5 năm này rút được rồi á, không chiếc bạn mới cốt cái rút lại luôn chứ nuôi biết nở bự không đâu. Giờ tùng mình cây vậy mình không làm được, mình làm mấy nhỏ kêu cho là... vòng vòng với lấy chỗ lấy nhóc. Em sợ tùng em không chơi, em ghét tùng em không chơi, đâu dám kêu. Rồi đục thẹo không sớm giờ anh em thấy không, đi quy dạo một vòng mà chưa đục xong, đi theo 3 năm chỉ để đục thẹo thôi. Cái sẹo này là đục nó cũng căng lắm, tùy theo cái sẹo chứ không phải. Tại vì mấy thằng em nó đang hình thành cái nghề, mình phải kêu nó đục kỹ. Còn dạng như mình thì mình đục ẩu thì ở tại chế một cái nó bình thường. Tại không biết đục. Còn ví dụ như á, mấy anh em khi mà nói là mình phải chỉ cho nó o cái sẹo là lén hết mức có thể. Nè cái này chứ anh em phải móc xuống đây nè. Móc xuống đây cho nó giật nhịp cái sẹo này lại, là cho nó rút đoạn cái sẹo này nè. Đục nạo toàn nó xuống. Có một số anh em thấy anh em mình đục á, anh em mình đục hơi bị ẩu. Anh em cứ tận dụng ví dụ như một cái nhịp tán ngang đi, tán lên lấy cành ba với nối nhịp ngọn á, thì anh em mình cắt cái ngàm chữ V nhưng mà nó hơi V lại thôi, nó giống như một cái dấu á thôi. Chứ còn mà anh em sắn nó vô thành một cái dấu ớ ở trong đó luôn là nửa cái cây của anh em nuôi lên là cái chỗ đó nó sẽ bị thiếu thịt nha. Nó bị thiếu thịt. Ví dụ như cái này. Bây giờ anh em mình thay vì không có cành này đi, lấy cái cành này là cành ba phải không? Thì anh em mình cắt nó hơi lõm cái này xuống khoảng giống như dấu ngã thôi, dấu á thôi. Ha, nó hơi lài xuống để sau này nó mịn màng hơn. Chứ còn mà em thấy anh em mình hở cái anh em mình ăn gian á, anh em mình lấy đen cành phải không, thí dụ như đây là cành ba, cái anh em mình cắt xuống đây luôn, ha, cắt cái chữ V nằm ngay chỗ này nè, cắt cái gỗ này nè, thì sau này ngay chỗ ngón tay tỏ của em nè, anh em thấy không, ngay chỗ này nó sẽ bị thiếu ở chỗ này liền nè, anh em cắt như vậy nè,
nó cắt để anh em mình ăn gian hai cái mối nối này nè, anh em mình cắt như vậy cái là sau này khi mà cái cây của mình nó liền thẹo là nó sẽ bị thiếu thịt chỗ này liền. Nó mình phải đục nó có cái mô chính giữa này. Đúng rồi. Tự như vậy nè, nó phải có cái mô chứ không có cắt khéo được. Đúng rồi. Em thấy rất là nhiều trường hợp anh em mình bán thì cái việc anh em mua bán thì em không có nhắc đến, nhưng mà ở đây ai coi kênh em thì em chia sẻ cái phần đó thôi, chứ còn em không có nói, không có đụng chạm gì tới ai hết. Nhiều khi người ta bán như vậy thì mình lên nói cũng kỳ. Anh em cắt khéo như vậy nè. Cắt xéo vậy em bắt cái cành chót kìa, cái mô này nó không có là sau này nó liền nó dẹp đép cái cành xấu vậy lắm. Hạn chế cái này, những cái vết mà cắt ví dụ như nối cành 1 lên cành nữa, hoặc là cành 3 nối lên cành nối nhịp ngọn đâu á, thì chỗ này chỉ làm hơi lại thôi chứ đừng có sắn xuống như vậy để ăn gian, chỗ này nó liền lại là nó sẽ bị thiếu thịt liền. Hoặc là đây mình cắt chỗ này cũng vậy, cắt ngang đây phải không, chỉ làm cho nó hơi mõm xuống cái ghìa ở ngoài thôi, nhưng mà cái cục thịt nó vẫn còn đủ nha, chỉ là lạng cái da thôi chứ không phải là lạng luôn cái cục thịt đó trong đây. Nếu mà lạng luôn cái cục thịt gỗ này nè thì sau này cái cây của mình nó sẽ bị lép, bị thiếu thịt. Còn cái trường hợp mà cắt cái chữ V ngay chỗ này để ăn gian ra đó, cái kiểu này gọi là ăn gian, nhưng mà ăn gian kiểu đó nuôi lên cây là bị thiếu thịt, nó sẽ không bao giờ đẹp. Quay thành vô nhà. Dạ. Thì em quay đây chút nữa, các em dạo tao quay mấy cây nằm trên chậu cho anh em mình xem chơi luôn ha. Con cây chết của khách né ra nha. Sẵn đây thì em sẽ quay những cái cây thành phẩm nằm trên sân cho anh chị em mình xem chơi ha. Do là không gian sân nó cũng hơi chật đó nè, nên quay lấy hết không được ha. Đây là cái cây mai vàng nè. Hôm nay rất là sung, rất là tốt luôn ha. Cây đổ này nhìn chung là cũng khó tìm. Nên cái hôm nay ổng đang làm nên chặt quá, nên em quay khúc nào thôi ha. Đây nè. Hôm nay chặt quá. Này siêu thị cũng nuôi, đang nuôi thả cốt nè ha. Bên đây chặt quá quay không được. Mấy cây xàm hạt gạo này nè, cây nguyệt, để em với anh em mình em chia sẻ thêm cho anh em mình cái phần này ha. Đợt trước cũng có rất là nhiều anh em mình hỏi tại sao mà mình kêu cụm rừng và cây đa thân và cụm rừng nó như thế nào, nó khác biệt như thế nào. Nhiều khi anh em nó đã hiện ngay cái tên gọi rồi mà nhiều khi anh em mình sẽ không có để ý. Thứ nhất á, nếu mà cây đa thân là anh em đã xác định nó là một cốt nhưng mà nó đa thân, là thường thường ta gọi là dáng đa, dáng thiên nhiên á, nó lên một cái củ, một cái cốt một nhưng mà nó chia ra thành nhiều thân. Để hồi em sẽ kiếm một cái cây giống như vậy, gọi là cây đa thân. Nó sẽ liền ha. Nó sẽ liền một cái như vậy và nó lên rất là nhiều thân thì người ta mới gọi nó là cây đa thân, cây thiên nhiên ha. Còn mà cây cụm gừng nó hoàn toàn khác nhau nha anh em. Cụm gừng nó sẽ chia làm hai thể loại ha. Thể loại thứ nhất á, là liên cụm, là sẽ gừng ví dụ như cái rễ này ha, nó là làm ở cái dạng vip hơn. Thứ nhất á, một cái cây như vậy nó bỏ một cái cọng rễ, nó chạy dài ra tới đây, tên cái cọng rễ này nó sẽ mọc ra thêm một nhánh, rồi nó sẽ đi truyền qua đây, nó mọc thêm một nhánh là nó sẽ là cụm gừng liền bệ, thì nó là một cái dạng hơi vip hơn. Tại sao nó rất là khó tìm cây được cái cây như vậy? Cái cây mà ở ngoài thiên nhiên của mình á, nó muốn lên được cái cụm gừng mà nó liền mí liền rễ như vậy nó rất là khó tìm ha. Nên mình có thể là mình sẽ tạo tác nó nhiều hơn. Thí dụ như giờ em có cái cây này, giờ thí dụ như nó lên cái tượng này đi nè, anh em thấy không, nó lên một cái tượng ngay cho cái rễ này, em sẽ tận dụng, em sẽ nuôi cái thằng này trong vòng 2-3 năm 3-4 năm đó cho nó bự lên, giống như đây nè, anh ổng cũng đang thả nuôi nè, anh em thấy không, cái này nè, lấy một cái cây mini nhỏ này nữa nè, nó thì đang thả lớn cái chỗ này để sau này cắt đây lấy thì một cái chi nhỏ đây, tay chi nhỏ đây, chi nhỏ, thấy không. Rồi cụm gừng nó liên thân á thì nó đã được một cái điểm vip là nó sẽ liền bệ, liền thân, liền cái bộ đế của mình á ha, cụm gừng. Đó. Rồi nó sẽ cũng vẫn có một cái cây chủ nha. Thí dụ như trong đó nó sẽ không có giới hạn về cây. Tại nên mình nói là cái cụm gừng. Cụm gừng thì anh em mình đâu còn đếm được nữa. Nó sẽ thí dụ như nó 20 cũng được, 25 cũng được, 30 cũng được, 50, 100 cũng được. Nó không có bắt buộc gì cái số lượng cành nhánh, cành cái thân trên cái bệ đó. Nhưng mà nó sẽ có độ bự to nhỏ khác nhau. Những cái cây to thì anh em mình sẽ ưu tiên cắt cao hơn. Ha, tại vì cái cây chỉ có cái cây bự
cây bành hoành bự nó mới cao, nó mới to hơn được chứ. Tại vì nó nguyên một cái cụm gừng, nó chung một cái chủng loại. Thì cái chủng loại đó, ví dụ như giờ một cái cây bự mà anh em cắt lùn, một cái cây nhỏ mà anh em cắt cao là nó sẽ không còn hợp lý ở trong đó nữa, đúng chưa ha. Tại vì ví dụ như một cái cây tùng với một cái cây bông trang, hai cái cây đó anh em mình gáp cụm gừng lại thì cây tùng có thể là nó nhỏ mà nó cao vẫn được. Tại vì bản năng của cái cây đó là nó phải sống cao, nó ở trên cao. Còn cây bông trang thì nó dưới lùn. Đó là cái cụm gừng gáp. Thì hồi em sẽ phân tích thêm cái cụm gừng gáp cho anh em. Còn mình đang làm một cái cụm gừng liền thân. Liền thân là một chủng loại, là mai chiếu thủy. Thì nó bắt buộc nó phải đi theo một cái khuôn khổ, cây to, cây bự phải nằm cao hơn cây nhỏ, cây lùn. Cái đó là cái điểm bắt buộc. Còn mà nhiều khi anh em mình cứ không có theo những cái nguyên tắc đó, anh em mình thấy cái cây nhỏ nó đẹp, cái anh em mình cắt cao, cái cây bự nó xấu, cái anh em mình cắt lùn, nó đã sai cái nguyên tắc là cái đầu tiên rồi. Nên anh em phải khắc phục ngay chỗ đó liền. Một, bự phải nằm cao. Tại vì mình là liên thân, liên rễ, liền bệ, là cụm gừng liền bệ, là nằm ở một cái vip hơn, vip hơn cái kia thôi à. Rồi, cái khoảng cách anh em mình cũng sẽ có hỏi, cái khoảng cách từ cây này tới cây kia nó có điều gan giống như mình sắp không? Không, tại vì cái cụm gừng đã nói, cái cụm gừng liền bệ là nó có cái độ thiên nhiên tự nhiên ở trong đó sẵn rồi, nên nó sẽ có gần có xa, có gần có xa, không có theo cái quy luật nào hết ha. Cây này ví dụ như cụm gừng như vậy, anh em mình giờ mình cho anh em mình làm thêm 10 năm nữa nó chưa ra được một cái cụm gừng như vậy nữa. Nó rất là khó làm, giống như nhau, không giống như cây bài. Cây bài mình có thể là dập khuôn, còn cây này là nó sẽ thiên nhiên, nghiêng về thiên nhiên rất là nhiều, hết 80-90% nó nghiêng về thiên nhiên rồi. À, nên cái độ gần xa, cái khoảng cách của mình không phải đây qua đây 2, đây qua đây 2, đây qua đây 2, đây qua đây 2, đây qua đây 2. Như vậy nó sẽ suông con mắt mình lắm, nó không còn cái độ thiên nhiên nữa ha. Nên mình sẽ cứ để lên tự nhiên. Ví dụ như giờ ở đây ba cây bên đây nó đụng nhau cũng được ha, ba cây chỗ này nó đụng nhau luôn. Còn năm cây chỗ này nó gời ra luôn cũng được. Nó sẽ tạo nên một cái vẻ thiên nhiên của mỗi cây, mỗi cảnh sẽ khác nhau. Nó sẽ hình thành nên một cái đẹp ha. Còn ví dụ như mà anh em mình cứ sắp còn cái cụm gừng sắp á, à, thì có thể là nhiều chủng loại. Em phái cây nguyệt, em bỏ cây nguyệt vô. Em phái cây mai, em bỏ mai vô. Em phái linh sam, em bỏ linh sam vô. Đó là mình gáp cụm gừng. Gáp cụm gừng là nó sẽ có thể là nhiều chủng loại ha. Trong lúc đó cây nhỏ thì có thể anh em mình lấy cái cây, ví dụ như cây nhỏ anh em lấy cái bàn đi. Em nói vậy cho anh em dễ hiểu. Lấy cây bàn, cây bàn thì anh em bắt buộc nó phải cao. Nó nhỏ nhưng mà nó phải cao ha. Còn những cái cây khác có thể nó bự hơn, nó lùn hơn vẫn được, nhưng mà có thể là khác chủng loại hoặc là chung một chủng loại cũng được. Ví dụ như giờ tôi có 20 cây mai chiếu thủy, tôi muốn gáp thành cụm gừng vẫn gáp được bình thường. Tại vì cụm gừng gáp mình chỗ nào mình coi chỗ nào nó vừa mắt, y gan như gáp hòn non bộ vậy đó anh em thấy không. Hòn non bộ cũng y gan như vậy. Cái núi bự nó phải có trước cái núi nhỏ ha. Đó chứ làm sao mà cái cụm cục đá đó mà cái cục đá nhỏ nó có được đá bự được. Chứ ngoài trường hợp là anh em mình sắp, anh em mình để thôi, đúng không? Rồi mình sắp theo cái tỷ lệ là cũng giống na ná như cái cụm gừng này. Ví dụ như mình sắp có 10 cây mai chiếu thủy thì mình sẽ sắp 3 cây dính liền, 4 cây dính liền hay gì đó, 5 cây dính liền, rồi những cái kia nó gời gạt ra, chứ đừng có sắp thẳng hàng, đừng có như xếp hàng. Thằng tước tới thằng số 10 y gan như mình điếm số vậy thì không được, nó sẽ không mất đi cái vẻ tự nhiên. Rồi, cái chỗ mặt tiền thì cũng vậy, cái chỗ mặt tiền nó dẫn y gan như những cái cây bài kia, nó cũng phải có cái độ hõm vô cái cây chủ. Mình sẽ đánh ngay cây nào cây chủ, mình gắn cây chủ trước, rồi những cái cây còn lại nó sẽ phụ cho cái cây chủ làm cái mặt tiền. Ha, như cái trường hợp này, giống như cái trường hợp này là nó liền bệ, nhưng mà anh em mình sẽ chia nó ra thành một cái trường hợp sắp đi. Cây chủ xong, đây không, là cái hồi nào mặt tiền nó cũng sẽ hơi lõm vô một tí. Tại sao? Để tạo cái chiều sâu, tạo cái điểm nhấn cho cây. Nên những cái cây nè, cây nhỏ, cây phụ, nhưng mà nó nằm phía trước mặt luôn cái cây chính. Đây anh em thấy không, nó nằm trước mặt luôn. Đây anh em coi nè, đó cái độ lồi lõm của nó là anh em thấy không. Đó, để em xóa phông, tắt xóa phông cái để anh em mình nhìn không rõ đây. Đó, anh em thấy chưa? Nó cây phụ nhưng mà nó vẫn nằm trước mặt cây mặt tiền, cây chính, cây chủ ha. Chứ không phải là cứ cây chủ là cứ đưa nó ra ngoài thì nó nhìn nó sẽ rất là thô. Cái cây chủ là cái tạo một cái điểm nhấn để người ta nhìn vô đó biết nó là cây chủ. Còn những hàng ngoài đây là những hàng phụ, nhưng mà những thằng phụ này góp phần tạo nên cái chiều sâu cho cây, tạo nên cái sự đẹp mắt đa dạng vô cho cây ha. Chứ không phải cứ hàng chính là cứ thảy nó ra mặt tiền, hàng chính là ra thảy nó ra mặt tiền ha. Nó sẽ không có được nhìn nó không được tự nhiên lắm ha. Còn cái này, cái làm cái cụm gừng và anh em mình thấy vậy chứ làm cũng rất là phức tạp. Làm có nhiều người làm nó sẽ không có duyên ha. Làm nó mất đi cái vẻ tự nhiên của cái cây. Trong đây á, cây bài của mình thì có thể là mình anh em mình sẽ chê chỗ này thiếu rễ, chỗ kia dư rễ, chỗ này cốt to, chỗ này bị phù, chỗ kia bị ốm, chỗ này bị đơ, chỗ kia bị thẳng gì đó. Tên cây bài thì anh em mình chê được, còn cái cụm gừng thì mình hạn chế chê những cái điều đó ha. Tại vì cụm gừng nó sẽ có những cây nằm trong mát, trong quá trình nó lớn nó sẽ có những cây nằm trong mát, có những cái nhánh cây nằm trong nắng ha. Thì những mình sẽ lấy những cái thiên nhiên đó để mình áp dụng lên cái cây. Thứ nhất, cái chỗ nào nó nằm trong mát thì
thì cái cây phải đều, phải đẹp, phải xấu, phải nhỏ, phải chẹt tùm lum hết ha. Còn những cái cây mà nó trổ được ngoài nắng thì nó sẽ đi theo cái vẻ tự nhiên nó hơn ha. Rồi chỗ này, cái đoạn này nó đơ vẫn chăm chế vẫn được, tại vì nó ngoài nó thiên nhiên thì nó sẽ không bao giờ nó co nó lắc được giống như cái cây bài của mình sửa hết, đúng chưa? Đó, cây thiên nhiên mà, cây thiên nhiên thì nó sẽ có nhánh thẳng, nhánh quá cong, nhánh quá thẳng, cây quá thẳng, cây quá xiên, cây quá ngã. Bây giờ ví dụ như bây giờ không có cái này cũng được, cái cây cuối cùng này nè, không có nó cũng được, có nó cũng được, rồi nó đứng cũng được, mà em bẻ nó ra đây cũng được luôn nữa. Nó sẽ không có một cái lý thuyết nào để giải thích nó hết ha. Mình làm sao mà để đẹp con mắt, mình gáp như thế nào để nhìn vô có duyên đẹp con mắt là được ha. Còn cành nhánh khi mà mình đi cụm gừng á, thì mình thiên nhiên mà, đã nói là thiên nhiên thì nó sẽ né nhau hết. Nếu mà cái thằng trên nó lắp đầu thằng dưới, thằng trên nó lắp đầu thằng dưới, thằng trên nó lắp đầu thằng dưới, thì cái cây dưới này sẽ không bao giờ phát triển lâu dài được. Và ở ngoài thiên nhiên của nó sẽ không có, cũng không có vậy luôn. Anh em thấy không? Cụm gừng, mỗi cây nó sẽ mỗi là mỗi một cái đọt. Tại vì cái có cái thằng bự thì phải có cái thằng nhỏ, có thằng nhỏ, tại thằng nhỏ này nuôi 5 năm nữa nó cũng phải đi lên phải không? Nhưng mà trong quá trình mà anh em mình lấy cái thằng bự, anh em mình đè cái đầu thằng nhỏ đi, thì cái thằng nhỏ này nó đâu có phát triển được, nên nó sẽ không có cái mà tương lai. Ha, mình sẽ nghiên cứu phần đó một cái nữa. Mình nhánh những cái nhánh thằng cái thằng đại ca ở trên nè, nó phải đi, nó né cho cái thằng dưới đi lên. Sống sau rồi sống trước, mà anh em mình làm cụm gừng mà anh em mình cứ lấy nhánh đè đầu, lấy nhánh đè đầu là đứt cái cụm gừng đó. Cụm gừng đó mà lỡ mấy cây con nó chết hết là cây cây bự nó giết hết toàn bộ dòng họ cây con, nó giết hết luôn, nó sẽ không còn phát triển được nữa. Đó ha, cái cụm gừng là mình sẽ liên kết đến một cái dòng họ con người nhiều hơn ha. Giống như đây là ông cụ, ông cố, ông nội gì nè, rồi tới cha, tới mẹ, tới con, tới cháu chắc chút chích gì đó. Mà nếu mà ông nội đè đầu thằng con, không cho thằng con phát triển, không cho thằng con đi làm này làm kia thì nó cũng sẽ không được ha. Giống như những cái đây, những cái thằng này này là ông nội nè, thằng này cha nè, cha rồi thằng này con nè, nó nằm trên ghế nằm chèn nhau thì nó sẽ xảy ra một cái trường hợp đó. Nên mình hạn chế đè đầu, nên phải cho nó một cái chỗ đi lên ha. Cái điểm đó, những cái điều đó là anh em sửa cây anh em phải nắm. Tại vì mình sửa cụm gừng là mình sửa nguyên một cái dòng đời của cây kiển, từ cây ông ngoại, ông cụ, ông cố tới đời con, đời cháu, đời chắc, đời chích. Mà bây giờ mình cứ đè nó không cho nó phát triển là cũng không được ha. Nên mình phải có những cái lập luận đó để anh em mình phát triển lên một cái cây để cho nó hiệu quả, nó đẹp, người ta nhìn vô người ta sẽ đánh giá nó khác. Còn nhiều khi anh em mình cứ làm theo cái ý mình thì nhìn vô đồng ý nó đẹp, nó có thể nó đẹp, nhưng mà những cái người khác, cái người cao cấp hơn, những cái người chuyên gia, những cái người mà nắm cái lý thuyết, giống như em chia sẻ cho anh em đi, ví dụ như em không chia sẻ, anh em mình muốn bẻ đầu bẻ, lấy một bự đèn nhỏ, lấy một bự đèn nhỏ, lấy một bự đèn nhỏ thì gặp em sẽ chê nó liền. Cây này đã sửa cụm gừng, anh đã đang thể hiện một cái dòng đời của cái cây từ ông cố nội đến thằng chắc, mà giờ anh em cứ đè vậy thì chắc nó sao lớn được ha. Nè, như mấy này thì cháu cụ, cháu cố rồi ha, này thì cháu ngoại đâu nè. Đó, nó phải thể hiện được cái những cái dòng này. Và cụm gừng thì anh em mình có, nãy em có chia sẻ ha, cụm gừng nó có thể là chia sẻ là hai loại, em chia sẻ có thể là 5-7 loại gì đó, nhưng mà em chia sẻ chia thành hai loại để cho anh em mình dễ hình dung, dễ biết. Một là liên thân, hai là mình gáp cụm gừng. Anh em thường thường á, anh em có nghe cái câu mà để tôi mua về tôi chơi để mốt tôi gáp cụm gừng không? Nó, anh em có nghe cái câu đó rất là nhiều phải không? Để mua về để mốt gáp cụm gừng, hoặc là làm này làm nọ đó, gáp cụm gừng đó, nó mình nói là mình gáp mà thì nó không liền. Còn như cái hàng liền này, cái này làm cái cụm gừng đẹp nè thì nó sẽ là liên bệ, và cái giá trị của nó cũng sẽ nằm ở chỗ đó ha. Giá trị một cái cây như vậy nó rất là khó kiếm, khi mà nó liền bệ là nó sẽ rất là khó tìm, khó kiếm, khó tạo tác lắm ha. Tại vì nó đã có sẵn, mình phải đưa bàn tay mình vô để làm cho nó đẹp. Còn cái kia là nó một cây, mình chỉ việc là mình bỏ chất xám vô, mình gáp như thế nào để cho nó đẹp thôi. Thì cái cụm gừng gáp nó sẽ, giá trị nó sẽ không có bằng cái hàng này. Để cho anh em mình sau này, anh em mình có thể tìm hiểu, anh em mình có thể giải thích cho những anh em không có coi kênh em biết luôn cũng được. Ha, cái này em giải thích ra thì em dám bảo lãnh, cái này em giải thích thì em dám bảo lãnh. Ha, về mặt lý thuyết hoặc là cái gì đó thì em bảo lãnh cho anh em mình. Đi nói ra nó sẽ không có sai. Ở vậy em nói cho anh em, thường thường cũng nói. Em chỉ chia sẻ cho anh em mình cái cách làm kiển bán kiếm tiền thôi, chứ chưa chắc chỉ anh em mình làm giàu được đâu. Tại mỗi người mỗi cái ý à. Đó, anh em thấy không? Nó xen kẽ, nó sẽ không có điều nhau. Anh em nhìn vô nó nhìn, nó đẩy cái này nó hơi chật nên em sẽ không có quay tổng thể được cho anh em mình. Đó, anh em thấy không? Nhìn vô anh em thấy cái sự thiên nhiên không? Bự nhỏ xen lẫn vô nhau, cây nó không đều. Bự nhỏ có, xa gần có, độ khích độ này có, nọ nó có, nó tạo nên một cái tác phẩm hoàn hảo. Nè. Như cái này giờ em muốn khơi khơi phải không? Em làm một cái cụm gừng có một cái đường mòn ở đây, em sắp đá, em tạo một cái tiểu cảnh nè, cái đường mòn ở đây nè. Cái đường mòn ngoài đây đi vô nè, anh em thấy không? Đó. Đó, nó vẫn có chen đường đi cho anh em. Chỗ này quá rộng nè, chỗ này quá khích nè, nó sẽ tạo nên một cái điểm hài hòa trong cái cụm gừng của mình. Còn cái dạng cây đa thân, thường thường anh em cứ em thấy anh em mình đăng bán cũng vậy nè. Bởi vì em nói là bán thôi, chứ còn mà
tạo tác nghệ thuật thì nó nhiều khi nó không bằng đâu. Ví dụ như một cái cây đa thân như vậy, anh em nói cây này cụm gừng, còn anh em xách cái cụm gừng vô cây này đa thân, nó cụm gừng với đa thân nó khác ha. Một đa thân là một củ liền bệ chia ra nhiều thân, có thể là hai thân thì còn ít quá mình không có ấy được, nó mình cây hai thân, ba thân, bắt đầu bốn thân đổ lên là mình nói gọi là đa thân được.